chào tất cả các bạn trở lại với kênh Nông nghiệp Nông thôn. Hôm nay thì tôi xin được giới thiệu với bà con và các bạn cái cách trồng bầu và kỹ thuật chăm sóc bầu các bạn ạ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Với rau bầu thì chủ yếu là chúng ta lấy lá và quả, thì chủ yếu là chúng ta nên muốn lân hoặc là muốn đạm các bạn ạ, thì sẽ nhanh phát triển hơn là chúng ta muốn những phân khác như là phân NPK. Thế là chủ yếu là mình chỉ dùng đạm để muốn. Mà bón phân thì chúng ta cũng chú ý là chúng ta phải chú ý tới cái thời tiết các bạn ạ. Tức là khi mà trời hôm nào mà nắng quá thì chúng ta không nên bón, tại vì chúng ta bón xuống thì lượng phân nó cũng bốc hết hoặc là nó sẽ làm cho cây nó sẽ bị sốt. Nên là chúng ta phải chú ý không nào mà cái thời tiết nó phải dịu mát thì chúng ta nên bón là tốt nhất các bạn. Đây là mình bầu này mình trồng chủ yếu là bầu quả bạn ạ, bầu quả nên là mình cũng không nên tưới đạm nhiều. Còn nếu mà chúng ta bầu mà chúng ta phải trồng lên lá thì tăng cường được đạm nhiều các bạn. Nên chúng ta nên bón thêm kali để cho quả nó có thể là phát triển to. Thì chúng ta chú ý là bón đúng màu gốc các bạn, nên để tránh là lãng phí cái lượng phân thì chúng ta nên bón màu gốc cho bầu là nó sẽ dễ phát triển.